Ok, hello, xin chào quý anh chị nhà tư nha. Lại là em Phi Long đây. Rất vui được gặp cả nhà trong buổi cuối tuần ngày hôm nay. Thì trên tiêu đề anh chị có thể là dễ dàng nhìn thấy ở đây thì em có để là cắt lỗ. Mua là thắng, bán là thua. Thì ám chỉ ở đây rằng đó là các mã cổ phiếu mà anh chị nhà tư đang cầm thì nó đều đang đi đến cái vùng gọi là quá bán rồi. Và trong sớm thôi, nó sẽ có những cái nhịp bật hồi lên. Nên là nếu anh chị đang kẹp hàng và chưa biết cách trung bình giá như thế nào để chúng ta hạ giá vốn xuống thì anh chị có thể là liên hệ với em Phi Long ha. Và trong video này em Phi Long cũng sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư cái cách mà chúng ta có thể là trung bình giá ở đâu, ở các vùng giá nào. Thì ngày hôm nay em Phi Long sẽ làm về các mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành banh nha anh chị ha, nhóm ngành ngân hàng. Rồi thì đi vào đây thì Long sẽ bắt đầu chương trình nhé. Trên màn hình chị có thể thấy nó là mã STB anh chị. Rồi STB thì nó đã xuất hiện phân kỳ đảo chiều nè, anh chị đã thấy không? Em vẽ phân kỳ đảo chiều thì target của nó sẽ tiếp tục sẽ tiệm cận về những cái vùng 32, thậm chí là thấp hơn là 31.7. Nhưng trong ngắn hạn nó sẽ không bao giờ có cái vụ mà gãy đổ sập một phát vào đây luôn. Cái điều này rất là khó nha anh chị, đúng không? Và các cổ phiếu thuộc nhóm ngành banh này hiện tại nó đang quay về cái nền giá cũ trước khi nó break out lên, đi lên. Thì bây giờ nó đang kiểm định lại cái vùng nền giá này thôi. Nên là góc nhìn của em Phi Long, nếu mà nó có quay lại cái vùng giá này thì là anh chị nên giải ngân ha. Đã khuyến nghị cho anh chị chốt ở đây rất là nhiều nè. Ở đây anh chị thấy những con số nhỏ li ti không? Em đo sóng đó thì sóng của nó chỉ lên được 35.5 thôi đó, anh chị thấy ha, lên trên đây mặc dù nó hơn em Phi Long thêm nhiêu một giá luôn ha, đó tăng thêm một giá luôn. Thì anh chị nhà tư có nói là em Phi Long bán non rồi này kia, nhưng mà với cái phong cách đầu tư của mình là thấy dấu hiệu phân kỳ đảo chiều cũng như là đo về cái target gọi là đo sóng các thứ kết hợp nhiều thứ với nhau thì nó cũng đã cho ra một cái biến số chung nha anh chị ha, đó là chúng ta phải bắt buộc bán đó. Đó là lý do vì sao mà nếu anh chị đã nghe em Phi Long 2 cho đến 3 tuần vừa qua thì khi mà nhóm anh ba này nó đã chứng lại rồi thì em Phi Long nói rằng nó cần tái tích lũy đâu đó từ 2 cho đến 3 tuần lận cơ thì khả năng nó mới break out đi lên được. Thì ở đây em Phi Long có nói nè, nó phải tiếp cận cái vùng mây xanh này, thì cái vùng mây xanh này là 1 tuần nữa cho đến 2 tuần nữa nó mới tới nha anh chị. Đó, liên tục khuyến nghị cho anh chị lên đây là cứ từ từ ra nâng chặn lãi, và nếu nó break lên cái vùng biên chờ này chúng ta sẽ canh chốt lời. Không dĩ nhiên mà em Long lại cảnh báo đến cả nhà đâu, phải có nguyên nhân của nó ha, không phải là về phân tích kỹ thuật á. Riêng về phân kỳ đảo chiều thì em thấy rằng nó là xác suất 80 cho đến 90% là nó chuẩn xác. Nên là khi mà anh chị nhà tư hỏi em Phi Long rằng là chúng ta có thể mua được các mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành banh hay không thì em Long luôn luôn trả lời là không, mà thay vào đó em Phi Long sẽ cho anh chị mua những cái mã cổ phiếu nào nó đang có những sự chiết khấu tốt hơn đó, như nhóm ngành bất động sản nè, đó trong dịp vừa qua thì nó cũng đã bật hồi rồi, và nhóm ngành chứng khoán thì hiện tại nhóm chứng khoán cũng đang bị ép xuống đó. Thì em Long đã ra một cái video về nhóm ngành chứng khoán rồi, cũng mong anh chị nhà tư ủng hộ ha. Trong đó thì rất nhiều mã cổ phiếu để anh chị nhà tư có thể là lựa chọn, là tổng hợp tất tần tật các mã cổ phiếu mà anh chị nhà tư phải mua thuộc nhóm chứng khoán rồi. Và trong video này em Phi Long sẽ nói về nhóm banh nè. STB nhìn về trạng thái xu hướng thì vẫn đang trong xu hướng tăng, nhưng về trạng thái nó đã đánh mất, gãy mất cái xu hướng tăng rồi, cái trạng thái tăng rồi, nên nó sẽ đi vào trạng thái tích lũy chứ không thể nào mà sập nha anh chị nha. Nó phải test lại, đi lại những cái vùng giá như 34.7 này thì nó mới có thể là phải đi qua tút bên đây được, thì nó mới sập được. Nên là anh chị cứ yên tâm, nó có điều chỉnh về cũng là cơ hội. Đợt trước anh chị nhà tư hỏi con EIB này có sao không, khi nó đạp về 17.8, 18 em không kêu anh chị nếu mạo hiểm cứ đặt cược cho em Phi Long, nếu nó quay lại cái vùng nền này thì chúng ta cắt, còn không chúng ta sẽ ăn được một nhịp rất là cao. Anh chị thấy không? Đấy, những cái nhịp rũ bỏ như này thì chúng ta phải mạnh dạn chúng ta tham gia đúng không? Những cái nhịp này đâu có anh chị tham gia đâu, không hề ha. Bây giờ nó về đây thì anh chị phải tham gia chứ, chúng ta đi chạy như vậy đâu có được, đúng không? Đó. Nên là cái góc nhìn của em Phi Long mà về đây là để anh chị mua thôi, đâu có gì đâu mà bán.
Về IB thì bây giờ không còn điểm mua nha anh chị nha, lưu ý nha, giờ không còn điểm mua và khách sạn của nó đã mở ra rồi. Thì trong ngắn hạn thôi, nó sẽ về những cái vùng giá như là 20.5 này, trước tiên là 20.5. Nếu mà nó vẫn không giữ vững được thì nó sẽ có thể là về vùng giá 20 này. Riêng về EIB thì chưa cho điểm mua đâu nha anh chị ha. Ít gì nó phải tạo nền đâu đó, phải cũng lâu đó, như CTG đó. Ha, tạo nền phải qua tới bên đây là 2 đến 3 tuần là cơ. Thì nó cho một cái trạng thái là đi mới xa được anh chị ha, xa và bền. Chứ cái việc mà nó kéo thấp một cách liên tục như vậy thì em không thật sự là đánh giá nó không có cao. Đó, thì anh chị có thể là cân nhắc cái góc nhìn này của em Phi Long nha. Rồi, mã EIB, mã thứ hai. EIB rồi, STB rồi. Nhưng mã này thì chưa ha, BBB không tham gia. VIB chúng ta tham gia được hay không? Thì câu trả lời là không luôn anh chị. Nhưng nếu anh chị đang bị kẹp hàng, đang bị vướng con VIB này ở vùng giá quanh đây nha, cái vùng nền của nó nè, mạnh dạn mua vô trăm năm ha, giá sẽ từ 17.9 nè cho đến 18.1 á, quanh đây anh chị mua vô, nó sẽ có một cái nhịp đánh phục hồi lên đây cho anh chị để ra hàng. Chúng ta sẽ cân lại giá ha. Đó, lưu ý về VIP, nếu anh chị thích thì anh chị có thể cân giá. Con này trạng thái nó vẫn là trạng thái tích lũy trong khung tuần anh chị nè, thấy không? Nó đang tích lũy biên trên dưới thôi, giờ nó về gần về biên dưới rồi, lại là cơ hội cho anh chị nhà đầu tư mua. Cũng có thể rằng nó sẽ là một cái nhịp sao rũ bỏ thì sao, con này thì về trạng thái nó gãy hơi sâu đó. Khi nào em Phong thấy rằng nó vượt qua những cái ngưỡng cản như là 18.8 hay 19 đó, thì em mong nghĩ rằng nó mới đi xa được, còn không nó sẽ mất đâu đó phải 3 tuần nha anh chị nha, 2 đến 3 tuần. Thì đánh những màn banh thì anh chị phải lưu ý rằng là chúng ta phải kiên nhẫn đó. Đợt vừa qua nếu anh chị biết là em Phi Long cũng có khuyến nghị TP Bank này. À, hồi đó nhiều người chê lắm nhưng mà em Phi Long khuyến nghị ha. À, cái nến rút rút liên tục à, em kêu anh chị ráng đi, biết đâu nó sẽ nổ lên thì sao. Đúng bây giờ nó nổ rồi và lên những cái vùng giá trên cao này. Đâu có khuyến nghị anh chị mua đâu, phải không? Vùng cản trên đầu này chị thấy không, nên anh chị yên tâm mà, nó sẽ tái tích lũy lại nè trong cái nền giá giá này ha. Rồi về mã phiếu TP Bank thì anh chị cứ giải ngân quanh vùng 16.8.5 à, và nếu thấp hơn là 16.3 thôi, chúng ta đừng có đợi về giá 16 nè, về thẳng 16 thì gãy luôn cái xu hướng rồi đó, thật sự như vậy. Nên là có những cái vùng giá như 16.8 và 16.5 thôi anh chị ha, 16.4 16.8 cho anh chị tham gia đi, đừng có đợi sâu quá, sâu quá thì nó gãy mất tiêu rồi. À, về cái hộp Davat dưới nè, mua đi, nó sẽ tiếp tục quay lại đến đây cho anh chị. Nếu nó không vượt thì nó mới cắm xuống tiếp, còn không anh chị thấy rằng là nó sẽ tiếp tục đi ngang qua cái đám mây này để có thể là tiếp tục đi lên đánh một cái nhịp số 2 là cơn sóng 3 đó anh chị ha. Có nghĩa là nếu mà đo về sóng á, nè đo về sóng nếu rồi về sóng nó để nếu vậy thì người ta ghét hơi lớn vậy à. Rồi về sóng thì nó đang trong sóng 1 tăng nè, sóng 2 điều chỉnh vẫn có thể ra đi vào cơn sóng 3, nên là anh chị cứ có hàng tiếp tục nắm giữ. Anh chị thấy khung tuần khung tháng dư địa còn rất là xa luôn, nên mà để mà nói con TP Bank này chạy lên giá 18 thậm chí là 20 22 nó vẫn có thể, nhưng trong ngắn hạn thì sẽ chưa nha anh chị đó. Nên là tạm thời chúng ta sẽ canh cân nhắc, đó là nếu mà có hàng thì có thể là canh hạ giá vốn gì đó, nếu anh chị là đỡ lỡ đu quá cao ở trên khúc trên này nè, cái vùng quét nến quanh 18 nè, em đọc em Long kêu là nó phân kỳ nè, thì thấy rõ mà đó, giờ nó về các vùng biên dưới rồi anh chị, thì lại là cơ hội thôi, yên tâm à. Có test vào đây thì anh chị cứ mua vô thôi, đừng có sợ. TP Bank à, rồi mã tiếp theo. BIDV nè, BIDV về vùng mua rồi nè anh chị, ở vùng này mua đi chứ chúng ta sợ cái gì nữa, người ta rủ bỏ quá trời rồi ha, nó có nhúng thêm xíu nó cũng không có giảm sâu nổi đâu anh chị, lưu ý nha, đánh BIDV anh chị phải cố gắng chờ đợi ha, nó về test về 47.3 rồi, đừng sợ nữa, vùng này mua vô giúp em Long nha, nó có nhúng thêm cũng là để mua thôi, chúng ta sẽ đánh một cái gì bên trên đây ha, biết đâu nó tái tích lũy tốt được ở vùng cái nền giá này thì sao, thì nó lại tiếp tục một hành trình mới đúng không.
Nên là ở vùng giá này là cái vùng giá mà anh chị nhà đầu tư đáng để tham gia ha, hoặc đang lỡ bị kẹp cổ phiếu thì hãy tham gia ở vùng giá này giúp Long. Đó là về BIDV. Rồi, MSB thì vừa qua đã cho anh chị mua nè. 11.8, 12.10 ha. Nhưng mà ở trong room tín hiệu của em Phi Long là em Phi Long báo ra giá 12 cho đến 12.2 thì đã khớp cái giá này rồi anh chị. Đó. Về vùng này thì có gì đâu mà sợ nữa anh chị ha. À, đánh gãy nền rũ biết đâu là nó chui lại ở phía trên thì sao? Lỡ như nó lằn ngoằn ở đây nè. Nè, khi nào đi lên đây nó test thì con chuột của em Long nó hơi tào lao ha. À, đi lên trên đây đúng không? Test xuống, nếu mà tạo được cái đáy hai ở đây là chui lại cái hộp đúng không? Đó, thì khả năng đi lên một nhịp sóng ba thì sao? Đúng không? Còn nhịp xuôi nó gãy ngược ở đây, chúng ta bán. Rồi, ok ha. Để mà nói nó test thẳng vào đây luôn là khó lắm nha anh chị nha. Đó là lý do vì sao mà vừa qua là em cho room tham gia này nha anh chị nha. 11.8 đến 12.10 nè. Cũng như là trong nhóm thì em nhắn là từ 12 đến 12.2 thôi, không có chênh lệch bao nhiêu hết. Đó, sẽ nới ra rồi đó vài like cho anh chị nhà đầu tư để anh chị nhà đầu tư có thể là chủ động hơn. Kịch bản các thứ TP Bank có nhắn luôn à, nhưng mà nhắn nhiều á. Rồi ACB. À thôi đi theo đúng thứ tự đi. À, nãy chúng ta đến BIDV nè, MSB rồi, CTG. À, nhiều anh chị hỏi CTG nè, bây giờ về vùng mua là anh chị lại sợ nè. Đối với em Phi Long thì CTG có những vùng giá này là xuất luôn nha. Ở đây không có gì để sợ đâu. Mua đi anh chị. Ha. Kịch bản nó tiếp tục xoay quay tới đây mà nó đi lên thì gần như đã không thành công rồi. Bởi vì cái đu bám ở trên này quá nhiều là cái nến đỏ rất là nhiều, em đang vẽ nè, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, và sẽ có một nhịp đánh gãy nền rũ nè, vì nó cũng đang giống nó nhưng mà nó gãy hơi sâu một xíu anh chị nha, nó đang gãy về cái nền dưới này luôn, nên là trong sớm thôi nó sẽ có những nhịp bật hồi. Nó có quanh giá 33.7 nha, 33.7 cho đến 34 là cái vùng để anh chị nhà tôi tham gia. Bữa trước nó quét luôn về đây nè, cũng là muốn gì anh chị tham gia thôi, nó đâu có phá đáy đâu anh chị, có gì đâu mà sợ nha, cứ quanh 34 là được anh chị ha. Sát sát lắm đây, 33.7 cho đến 34 đó là vùng anh chị mua đó, đừng có sợ nữa ha. Vùng này người ta mình là lợi thế hơn rất nhiều người trên đây rồi anh chị. Tích com thì theo cứ theo đợt trước ra cũng cho anh chị bắt ở đây nè, chúng ta đánh một nhịp ha, là chốt lời ở quanh đây là chốt hết rồi, không kéo lên nữa đúng không, mà giờ về vào đây về vùng này chúng ta phải mua chứ. 239, 234 ha, mạnh dạn nha anh chị. Đó, tích com thì chúng ta sẽ đánh một nhịp hồi tiếp lên trên đây, hồi được hay không chúng ta tính tiếp nha. Có nghĩa là nó có thể là phá khách sạn không, nếu phá tới khách sạn thì nó sẽ đi lên tiếp, tiếp tục một hành trình tăng, còn không nó sẽ gãy ngược lại đây. Đó, chúng ta sẽ luôn gọi là có những kịch bản thôi ha, không bao giờ view một chiều nha anh chị ha. Nó sẽ có những cái mốc nhất định để quyết định rằng là xu hướng cổ phiếu nó sẽ đi theo cái chiều hướng đó. Cái hay của Ichimoku là vậy nha anh chị. Đây cũng về sắp về cái hỗ trợ không tốn à, vùng này anh chị đừng sợ nữa. Khi mà thị trường mà đỏ xanh lên một xíu anh chị hô lên 1.400, 1.500, còn thị trường mà đỏ rũ bỏ thì anh chị lại sợ. Chúng ta đã bị mắc sai lầm rất là nhiều rồi. Nè, nói sơ về VN-Index đi. Nè, đợt này nè, em Long live stream, em Long nhớ mà. Em Long kêu khuyến nghị chị mua lên trên đây. Đúng hơn là em hoạt động á, là từ cái khúc bên này nè anh chị ha. Là khuyến nghị cho cả nhà bán ở đâu đây rồi. Đó, nếu anh chị theo dõi em Long trong tháng 6, lúc đó em Long mới cua câu lạc bộ thôi. Và chỉ hoạt động ở trên room Zalo thôi, nên là nếu anh chị có biết em Long thì cũng sẽ chưa biết nhiều đâu. Đó, khuyến nghị anh chị là bán chốt, đợi về những cái vùng may nè, chúng ta mua, mua xong ăn lên một nhịp xong lại đợi tiếp. Quét về bao nhiêu? 1220 nè, 1225 nè. Khuyến nghị anh chị mua rồi lên 1258 nè, rớt sủi lơ xuống về 1180 lại khuyến nghị anh chị lại mua tiếp, đúng không? Nói chung là rất đồng pha y chi là nó có những cái đặc biệt hay như vậy ha. Đợt này cũng vậy nè, khuyến nghị cho anh chị đâu, bắt ở 1256 nè và bắt xuống thêm nữa là 1240 nè. Đó. Dịp này khuyến nghị cho anh chị sao chốt ở đây một nửa lên trên đây chốt hết. Về đây chúng ta mua lại rồi và lại tiếp tục thấy thị trường vẫn không ổn nè, chúng ta tỉa hàng ra. Và bây giờ về vùng này là khuyến nghị cho anh chị mua đó. Anh chị thấy nhóm ngành mid cap đâu giảm bao nhiêu đâu. Bây giờ đến lượt nhóm trụ chỉnh thì chúng ta đi săn nhóm trụ thôi anh chị. Ha. Yên tâm. Đây về Techcom nè là rồi ha. Cứ về vùng giá đó mua giúp Long ACB. ACB cứ 24.3, 24.7 là múc vô ha. Nó sẽ có những nhịp hồi phục lên nếu mà nó không phá qua được cái ngưỡng cản khách sạn á trong tương lai ha. Nghĩa là vùng cân bằng của nó, những người trung bình giá nó sẽ nằm đâu đây. Thì lúc này chúng ta xem coi nó có giữ được hỗ trợ ở đây hay không thì quyết định rằng là bán ra.
Nhưng mà đối với em Phi Long đã bắt ở đây chúng ta sẽ tỉa ra bớt đó, nếu mà vượt lên thì chúng ta ba tiếp tục ôm và nắm tiếp, còn không thì chiều hướng xấu chúng ta sẽ bán tỉa ra. Nói chung là vùng giá này là vùng anh chị mua nha, không bán. MB nè, vẽ cho cả nhà luôn nè 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 phân kỳ nè, anh chị thấy không? Đây bây giờ về đúng cái target phân kỳ rồi, bút đi anh chị, 242 245 nè. Em Phi Long có khuyến nghị ở trong room cộng đồng luôn đó, và cả trong room tín hiệu nữa ha, nên anh chị thoải mái tham gia. Rồi một vài mã phiếu thế thôi ha, TP Bank, Vietcom thì không nói rồi, STB thì nãy em Phi Long nói đây ha, STB thì cứ quanh cái vùng 33 là mua được anh chị ha, STB là quanh 33 là mua được, nếu có giảm thêm về 325 cũng là cơ hội thôi, 325 33 cái vùng giá 32 thì hơi sâu ha, nên là chưa có đâu, có nếu có thì sẽ có trong cái nhịp gãy tiếp theo cơ. Rồi về VP Bank là con đang mạnh nhất thì anh chị lưu ý nha, nếu mà mua thì chúng ta sẽ đánh mua ở những vùng giá là 19.6, 19.8 mà đánh hơn nhiều một nhịp hồi phục lên, với là nó sẽ win liên tục trong cái biên này trước khi tiếp cận cái vùng mây xanh này nè, chứ chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ đi lên được xa. Rồi trường hợp xấu đẩy ngược lại đây rồi chúng ta thoát không sao ha. Rồi thì video đến đây thì cũng ổn đó anh chị. Đó, cho anh chị có cái góc nhìn về tổng thể các mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành banh. Rồi thì cũng mong rằng anh chị nhà tư sẽ nhận được các cái giá trị của em Phi Long, và nếu như anh chị thấy hay và mang đến những cái giá trị đến với quý anh chị nhà tư thì anh chị nhà tư hãy để lại cho em Phi Long xin một lượt like nha anh chị, cho em Phi Long xin một lượt like, một lượt comment. Và nếu như anh chị nhà tư thấy em Phi Long tư vấn ổn cũng như là hiệu quả đi sát với thị trường thì có thể là về đồng hành với em Phi Long, tức là team anh Tony Tèo ha. Ở đây thì em Long sẽ trực tiếp hỗ trợ cho cả nhà về tín hiệu 11, tín hiệu riêng của em Phi Long trong room cộng đồng, trong room VIP tín hiệu riêng của em Phi Long nè. Rồi nếu anh chị thích room tín hiệu của anh Tony Tèo thì em cũng sẽ gọi là add anh chị vô tín hiệu của anh Tony Tèo luôn, và anh Đông, anh Lộc, anh Trọng gì đó, tất cả luôn, nên là anh chị cứ yên tâm. Rồi thì ở đây sẽ có hai hình thức để anh chị đồng hành với em ha. Một là SSI, đó là Y610037, và hai là ID Benzem BR8440. Thì anh chị cứ về đồng hành với em Phi Long thì em Phi Long sẽ trực tiếp hỗ trợ cho cả nhà nha. Rồi em Phi Long kính chào cả nhà và cảm ơn anh chị nhà tư đã bỏ ra những cái thời gian quý báu của mình ra để xem hết cái video này, và đừng quên là nếu mà có bị bất kỳ điều gì thì hãy cứ liên hệ với em Phi Long ha. Em Phi Long sẽ giúp quý anh chị nhà tư cơ cấu danh mục cũng như là về đồng hành với team. Rồi em Long chúc cả nhà cuối tuần có thời gian ấm áp bên gia đình và người thân. Rồi em Long chào tạm biệt.